Tao đâu mà con gái nó thích đi đâu? Tao biết rồi, con gái nó thích ở đây. Tao đố mày, tại sao nó thích ra đây? Tao biết rồi, vì ở đây có tao. Tao đố mày, con gái nó thích ăn gì? Tao biết rồi, con gái nó thích ăn cà rê. Tao đố mày, tại sao nó thích ăn kem? Tao biết rồi, vì ăn kem nó ngon. Tao đố mày, con gái nó ghét con gì? Tao biết rồi, con gái nó ghét con sâu. Tao đố mày, tại sao nó ghét con sâu? Tao biết rồi, vì con sâu nó ghê ghê. Tao đố mày, con gái nó thích của ai? Rồi. Tao biết rồi, con gái thích kim tan. Kỳ vừa cũng bắt. Tao đố mày, tại sao nó thích kim tan? Tao biết rồi, vì kim tan có que kem. Tao biết rồi, vì kim tan có con sâu. Vì kim tan có dưa leo. Yeah. Mọi người cứ bỏ làm sao. Anh vừa đây sẽ giải thích mọi người nghe. Mọi người anh vừa đây sẽ